anh này anh cháu. Có giá nè em. Em trái cây coi 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 có giá đúng không ạ? Mua giá dạ, ừ, mua nhỏ vậy đó. Có giá mình dễ mua chứ. Sớm được không có, tức là giờ này nó chặn không cho vô đó. À, có gì gì làm đúng luôn nè. Sẵn nặng cầm giùm người ta quay phim không ơi, quay phim mắc từ cầm máy nặng lắm, nó nhỏ lắm. Rồi đi 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 tới luôn. Đây ta phải thỏa thuận cho người. Mua làm anh chả. Không có sau này ở đây người ta cũng tính kinh doanh du lịch chính thiệt tình rồi. Xe máy.
có gimbal quay nó mới không rung được. Cái gimbal đó, mấy triệu đó. Nó có một tựa giống nó lắc theo cái này rung á. Cái gimbal đó, mấy triệu đó. Nó có một tựa giống nó lắc theo cái mày rung á.
dạ dạ hấu ăn được rồi. Là bây giờ là đỡ hồi xưa lắm á, là do là người dân ta cũng ý thức rồi, ta là ta sợ người khách du lịch vô đây bị chặt chém đó, cho nên ta phải treo cái giá sẵn vậy đó, cho nên lần sau ta vô cái đó ta mua luôn. Chứ như lúc trước đó là vô dịp rẻ hơn ở ngoài nữa, rẻ hơn đó. Càng vô càng rẻ đó, tại vì cái hồi xưa là cái tâm lý cái tiếng đồn rồi, cái tiếng đồn bị xấu rồi, nói là chẳng mà vô trong khu đó là bị chặt liền, bởi vì ta có kinh nghiệm đó, giờ người ta mới làm thiệt rồi đó, hồi xưa thành ta làm giả đó.
vòng nhà vậy cho bà coi, bà lâu lắm phải không? Giờ đi xe du lịch đi, tao mày đi xe kia. À được rồi. Nắng nâu nhọc mẹ. Dạ. Đồng đồng quay phim thôi. Đâu có đặt gì, chưa đi đường đá chứ làm cái đường mòn à. Đi thông qua bên căn chỗ trước nhà mình không làm. Cây đó cây lựu hữu thái. Có hạt đó nữa nè. Em mình lên hái luôn nha. Cái thị này là nó thời hiện đại rồi.
ăn như gỏi. Thank you.